Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm rất đặc biệt ở tỉnh Bình Phước. Mình hiện tại mình đang ở tại tỉnh Bình Phước. Và cái người mà các bạn đang gặp đây là bạn đang là vừa làm bác sĩ mà lại là rất là đam mê nghề là bạn làm. Đây là sản phẩm của bạn nè. Vậy thì bây giờ các bạn, em giới thiệu cho mọi người biết là em tên gì, hiện tại em làm cái công việc gì. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Duy Toán, là một bác sĩ chuyên khoa đông y, cũng là chủ cơ sở sản xuất nấm linh chi và tinh bột nghệ Vạn Thọ. Hôm nay mình rất vui là được giới thiệu tới các bạn cái sản phẩm của cơ sở của chúng tôi. Cơ sở Vạn Thọ thì gồm có các sản phẩm chính như là nấm linh chi và tinh bột nghệ. Thì nấm linh chi đây là một trong những dược phẩm, dược liệu mà quý của ngành đông y. Nấm linh chi có rất là nhiều công dụng rất là tuyệt vời. Mà đây là cái sản phẩm chỉ trước kia chỉ dành cho các bậc vua chúa, những nhà hoàng gia thì người ta mới đủ điều kiện và có điều kiện được sử dụng. Nhưng mà do nay công nghệ cũng như là khoa học phát triển thì nấm linh chi đã được nuôi trồng và cấy cho trong tự nhiên, nên là tất cả mọi người chúng ta đều có khả năng sử dụng được cái nấm linh chi. Tại sao em chọn làm nấm linh chi? Là cái sản phẩm nấm linh chi, tại bản thân tôi là một bác sĩ chuyên khoa đông y, thì trong quá trình điều trị cho bệnh nhân thì bệnh nhân đến với tôi có rất là nhiều bệnh, trong đó có rất là những căn bệnh mãn tính như là bị men gan cao, bị sơ gan, hay những người là bị huyết áp không ổn định, hoặc là những người bị mỡ máu cao, đặc biệt là những đối tượng người ta hay bị đột quỵ. Còn cái này là sản phẩm gì? Đây là mật ong pha cà phê. Thì mật ong hoa cà phê chúng tôi sẽ đi cùng với cái tinh bột nghệ để hỗ trợ trong cái điều trị cho những cái bệnh nhân có các cái bệnh về đường tiêu hóa, đó là viêm dạ dày. Tại sao bạn chọn làm một cái bột nghệ? Dạ, cũng trong quá trình điều trị thì cũng có rất là nhiều bệnh nhân bị cái ba căn bệnh đường viêm dạ dày mãn tính. Do đó chúng tôi cũng đã bào chế ra sản phẩm tinh bột nghệ để hỗ trợ họ trong quá trình điều trị. Tại sao nấm linh chi này nó lại có cái phần này? Cái này là cái gì? Cái này là nấm linh chi chúng tôi đã sắt lát để tiện cho cái người sử dụng. Như thế này chúng tôi chỉ quý khách hàng chỉ cần sắc trong vòng 5 phút sau sôi là có thể sử dụng được. Cái màu mà đen đen trên đây đó là cái bào tử của nấm linh chi. Đây là một trong những cái thành phần tốt nhất của cái tay nấm linh chi. Mà trên thị trường khi chúng ta mua ở ngoài thì cái không có lớp bào tử này. Nó khác biệt cái điều đó. Cái này là mình có cái trại ươm nấm tại cái trại ươm nấm của mình thì là ở thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Còn ở đằng này là những cái gì? Còn đây là những cái sản phẩm mà chúng tôi đang trưng bày và xin mời các anh chị để sử dụng. Đây là trà nấm linh chi chúng tôi đã sắc nước. Trà. Dạ, xin cái trà này mình pha làm sao? Cái loại này thì chúng tôi chỉ bỏ vô nấu trong vòng 5 phút sau sôi là có thể sử dụng được. Và ngoài ra chúng tôi cũng có một sản phẩm, đó là cái gì? Linh chi bột. Linh chi này thì chúng ta chỉ rất là tiện sử dụng. Đây đã được chế thành bột siêu mịn. Chúng có thể là uống cả bã. Và khi mà uống cả bã thì rất là tốt cho những người bị bệnh tiêu hóa. Và một số cái thành phần mà trong khi chúng ta nấu thì không thể chiết xuất được, nhưng mà cái enzyme trong đường tiêu hóa có thể chiết xuất được tất cả các hoạt chất khi sử dụng bằng cái phương pháp là uống cả bã và hãm trà. Nên nó rất tiện cho người sử dụng. Ok, bạn ra làm kinh doanh là được bao nhiêu lâu rồi? Kinh doanh là từ năm cuối năm 2017. Cái cơ duyên nào bạn lại bắt việc ra làm kinh doanh? Cái cơ duyên đó là đầu tiên thì cũng là bệnh nhân họ có một cái yêu cầu để tạo cho chúng tôi là đưa ra những sản phẩm để phục vụ cho khách hàng. Tại vì lúc chúng tôi suy nghĩ ra cái sản phẩm nấm linh chi và tinh bột nghệ để hỗ trợ cho họ điều trị. Tuy nhiên thì các sản phẩm nấm linh chi và tinh bột nghệ trên thị trường thì chúng tôi không thể kiểm soát được cái nguồn gốc của sản phẩm, cũng như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, quy trình sản xuất thì chúng tôi sẽ không đảm bảo cho bệnh nhân và những người khách hàng chúng tôi sử dụng. Chúng tôi bắt buộc phải đi vào sản xuất để mình kiểm soát được cái quy trình sản xuất. Rồi một người bác sĩ ra kinh doanh thì mình không có kiến thức kinh doanh thì mình làm sao để mình bù đắp đó? Trong quá trình mà chúng tôi không có kiến thức kinh doanh thì chúng tôi đã được sự hỗ trợ của bên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Chúng tôi tham gia cái lớp khởi nghiệp. Thì cơ duyên chúng tôi đã được gặp thầy Nguyễn Thế Duy, thầy. Và chúng tôi đã được thầy Nguyễn Thế Duy, giám đốc trung tâm vườn năm nhân Bichonin, đã cho tôi những cái suất học bổng để chúng tôi nâng thêm kiến thức,
kể cả chỉnh sửa lại cái nhãn mác cũng như là quy định sản xuất trong vinh danh để mọi người được biết và sử dụng sản phẩm tốt nhất. Cái động lực nào mà bạn cũng là bác sĩ rồi vợ cũng là bác sĩ mà lại sắp xếp công việc chạy từ Sài Gòn xuống Sài Gòn cứ hàng tuần học rồi chạy về, cái động lực nào làm cho bạn làm cái việc đó? Cái động lực đó là khi chúng tôi được gặp người thầy đã truyền cho chúng tôi cảm hứng về phát triển kinh doanh cũng như là mục tiêu tạo thêm thu nhập và tạo được cái sản phẩm đến cho đến nhiều người tiêu dùng được biết. Bạn đã hiện tại cái lượng khách hàng có nói nhiều chưa? Lượng khách hàng của thì hiện tại thì trên các tỉnh đều có. Các tỉnh đều như ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Tháp, Đắk Nông, Đắk Lắk và ở Hải Phòng, Hà Nội đều có. Khi khách hàng mà họ xem đoạn video này, họ muốn mua sản phẩm của bạn thì họ liên hệ như thế nào? Quý khách hàng nếu mà có nhu cầu được sử dụng những sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0983776963 và có thể liên hệ đến Facebook của chúng tôi là Lê Duy Toản, đó là tên của tôi luôn ạ. Rồi có trang web, có trang web gì không? Trang web của chúng tôi tên là Vạn Thọ Healthy. Vạn Thọ Healthy, họ sập lên Google nó ra. Dạ ra. Vâng. Vậy thì các bạn quan tâm về cái sản phẩm mật ong nè, tinh bột nghệ nè, nấm linh chi nè, hoặc là một cái số bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh men gan rồi đó, thì các bạn cứ mạnh dạn alo cho bạn Toản, vì bạn là bác sĩ đông y, vợ của bạn cả hai vợ chồng đều là bác sĩ hết, thì sẽ được tư vấn. Và nếu mà sản phẩm phù hợp thì các bạn dùng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại các bạn sau. Xin chào.